ba bắt đầu. Vừa ngày nào, vừa ngày nào. Hai ba bắt đầu. Để em tự tạo lên. Làm nhiều giúp đuôi quay vậy. Tới hai ba bắt đầu. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trong tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mau. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi, dù ngàn năm sau khi trái đất kia chưa có đổi thay. Thôi quá, khỏi đắt rồi. Lòng anh vẫn chơi chân. Sao hát mà làm gì mà gông mà. Rung quá sao anh? Rung. Rung không? Đó giờ bao giờ rung vậy chưa? Chưa, giống như lần đầu đi học vậy nè. Nghe chưa, hơi dữ nha. Chuẩn bị tinh thần chưa? Gặp ôm hung liền nha. Không được. Không được. Hồi đó giờ có bao giờ gặp ai nhào ôm hung không? Chưa. Chưa, bao lâu mới hung? Vài tháng. Vài tháng mới hung. Gặp cái chuyện đó chứ chừng. Được không? Cái đó áp dụng với mấy đứa em nhỏ. Mấy đứa em nhỏ cãi rất yêu mình, đừng như nó dễ thương mà. Không được. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả và chào bạn cùng chơi bên đó ạ. Bạn mình chết bên đó chưa có ra, từ từ. Mình tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Đặng Thị Thanh Thúy. Em 29 tuổi ạ. Cầm gì vậy? Bí quyết võ lâm của em á. Trời ơi, bí quyết võ lâm. Rồi, xin mời bạn trai. Chào bạn. Dạ chào anh Quyền. Mời bạn ngồi. Em tên là Đặng Văn Kiểm. Kiểm. Kiểm tra nữa ha. Kiểm tra. Bao nhiêu tuổi? 36 tuổi. Trẻ dữ vậy ta. Bao nhiêu tuổi? 26. 36. 36. 36. 26. Làm nghề gì? Em làm về thiết kế xây dựng. Kiến trúc sư hả? Hay là thiết kế về kỹ thuật? Thiết kế về kỹ thuật. Làm lâu chưa? Lâu rồi. Hiện tại là bạn ở không bao lâu rồi? Cũng 2 năm rồi. Lý do tại sao 2 năm này không có ai? Em rất là ít đi chơi. Thường em chỉ có công việc thôi. Làm xong là em về nhà, em ở nhà thôi à. Do em cũng thích người lớn tuổi hơn nữa. Mà tuổi em bây giờ thì những người mà lớn tuổi hơn á, họ đều là đã có gia đình hết rồi. Gì im lặng vậy? Đang nhúc đùi. Sao? Muốn người yêu sao? Cũng lớn tuổi một chút. Muốn lớn tuổi là khoảng nhiêu? Chắc hàng chín được. Lớn tuổi thì cái suy nghĩ sẽ chững chạc hơn. Chững chạc. Thế em sở trường của bạn là gì? Em biết nấu ăn. Em là người sống có trách nhiệm cả trong công việc và cả đối với gia đình. Em hát được karaoke. Một mình em có thể hát được tiếng rưỡi. Bây giờ bạn hát 5 phút. Dạ rồi, giờ em được sử dụng cái này. Tại bình thường em chỉ hát karaoke thôi nên rồi, em không có thuộc lời. 2, 3. Hãy sống như đời sống, để biển yêu nguồn cội. Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bên rộng, để thấy đời mênh mông. Có người đó cũng đem theo giấy nữa. Anh có đem theo giấy không? Không có giấy. Có hát bài nào tặng bạn không? Có, để tặng bạn bài Chỉ Yêu Mình Em. Rồi, 2, 3, bắt đầu. 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào, vừa ngày nào. 2, 3, bắt đầu. Để em tự tạo lên lên. Làm nhiều vuốt đuôi hoài vậy. Tới 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trong tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi, dù ngàn năm sau khi trái đất kia chưa có đổi thay. Tôi mệt quá, khỏi hát rồi. Lòng anh vẫn sẽ chân. Sao hát mà làm gì mà gồng mà. Rung quá sao anh? Rung. Rung không? Đó giờ bao giờ rung vậy chưa? Chưa, giống như lần đầu đi học vậy nè. Thích người phụ nữ thì sao? Dáng thì cỡ giống như Lê Khánh vậy đó. Tròn tròn. Tròn. Mập mập. Hiền, khi cần giữ thì giữ. Chăm chỉ, tiết kiệm. Với lại coi có thể quán xuyến gia đình được. Thích người phụ nữ phải biết nấu ăn. Bên đây nấu ăn giỏi lắm. Thế giờ mình đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để mà kết hôn chưa? Khoảng một năm cưới. Rồi nếu mà sống thì về sống với mẹ. Sống với mẹ ở đâu? Mẹ Hóc Môn. Anh con trai một hả? Hai. Còn người anh nữa. Anh lớn đâu sống với mẹ mà em phải sống với mẹ. Anh lớn sống bên nhà vợ. Anh lớn sống ở nhà vợ được bao lâu rồi?
chắc cũng khoảng 10 năm. Thì bây giờ đổi đi, giờ ảnh phải về anh sống với mẹ, lo cho mẹ ảnh hưởng hạnh phúc 10 năm nay rồi. Còn mình giờ mới lấy vợ, mình phải ở riêng, mình hưởng hạnh phúc hai vợ chồng trước đã chứ. Đúng không? Hợp lý không? Hợp lý vậy. Đúng không? Ảnh thì giờ hai anh em phải báo hiếu. Rồi 5, 7 năm sau, 10 năm nữa rồi, lúc đó hai anh em mình bàn tính tiếp. Mấy lúc đó quảnh tù xì có ai ở với mẹ. Còn hiện tại bây giờ là mình phải ở riêng. Rồi thôi về bển đi. Mà tám này nó hoài à. Mình ở với mẹ, bây giờ lấy vợ về để vợ ở nhà lo cho mẹ, lo cho mình. Chứ giờ mình đi rồi á, ông anh nó không về nữa ai lo cho mẹ, đúng không? Tại ông anh có nhiều con, vợ nữa. Phải lo. Thì đó lo con vợ mình phải lo cho mẹ. Chứ giờ mình bỏ mẹ đi ai lo, đúng không? Đúng rồi. Ủa cái gì vậy? Hồi nãy cũng đúng, đây cũng đúng, bây giờ cũng tính sao? Mới trả lời với tôi tức thì sao nha. Thúy có chịu làm dâu không? Chuyện làm dâu đó thì em cũng không có ngại. Quan trọng là chồng em có tốt với em hay không. Dạ, mẫu bạn trai của em á, thì ngoại hình thì chỉ cần nhìn có thiện cảm. Tại vì em hơi thấp cho nên em cũng bạn trai hơi to con một chút. Tính cách á, thì em thích người điềm đạm, chín chắn, không lăng nhăng, không hút thuốc, bụng không phệ. Hôm nay bạn đi đến đây với ai? À, dạ có em trai em. Em à, chào em. Dạ anh chào anh chị. Thấy anh 36 tuổi bển sao? Dạ hiền phong độ. Phong độ ha. Dạ. Mà ở gia đình ba mẹ em có hối chị lấy chồng? Dạ rất là hối. Em lấy vợ chưa? Dạ chưa chị. Là đợi chị lấy chồng rồi mới được lấy vợ đúng không? Dạ đúng rồi. À, nên thôi kệ ai cũng được, miễn hốt chị mình đi là được, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, hốt đi là được. Bởi vì con người không có cái tâm với chị gì hết. Sao anh có đi với ai không? Đi với bạn học. Bạn học ở đâu? Bạn học đâu? Dạ anh ơi. Nghe bên đây hối lấy chồng vậy là bạn mình cũng nên lấy vợ đi. Bạn đây tính rất là nhút nhát. Ví dụ như là gặp bạn gái hay nọ là nhiều khi run, rồi nói chuyện cũng không được như người ta. Nhưng mà nói với bạn Kiểm là bạn bên đây mình thấy là hợp với bạn rất nhiều. Nếu mà về nhà, nếu mà ba mẹ ở nhà đó, mẹ thôi chứ không phải ba, ba mất rồi. Thì mẹ ở nhà thì chắc mình nghĩ là mẹ rất là thích. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Để tôi coi coi được không nha. Tính cách bên đây còn sao? Em chào anh. Chào em. Anh bên này dễ bắt nạt lắm. Vậy hả anh? Em dữ lắm anh, nên anh hỏi lại anh bên đó có chịu để cho em bắt nạt không? Đó đi, hồi hỏi ảnh nha. Dạ. Có gì nhường nhường anh chút xíu, anh dễ thương, hiền lắm. Vậy hả anh? Mắc cỡ nữa giờ, nãy giờ ngồi cứ vuốt đùi hoài rách cái quần rồi. Thằng kia nghe chưa, hơi dữ nha. Chuẩn bị tinh thần chưa? Gặp ôm hôn liền nha. Không được. Sao không được? Hồi đó giờ có bao giờ gặp ai nhào vô ôm hôn không? Chưa. Chưa, bao lâu mới hôn? Vài tháng. Vài tháng mới hôn. Tôi nghi lắm. Tôi nghi. Gặp cái chuyện đó chứ chuyện đó. Được không? Cái đó áp dụng với mấy đứa em nhỏ thôi. Mấy đứa em nhỏ kệ, nó yêu mình đựng như nó dễ thương mà. Không được. Rồi ta kéo màn lên. Hả? Gồng lên. Mạnh mẽ lên. Hết hơi sâu vô. Thở ra. Gồng lên. Đúng rồi. Quay qua cái nói anh yêu em liền nha. Hả? Sao không được? Rồi chuẩn bị gồng lên. 2 3. Làm gì thở như vậy? Có món quà tặng bạn. Em cảm ơn. Nắm tay, nắm tay. Nắm tay cảm nhận đi coi. Hôn 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 tay, hôn tay nắm luôn. Nắm luôn. Trời ơi. Cái nữa đây, cái anh, nữa. Anh cứ làm cho bạn, anh rung cái nữa luôn, cái nữa luôn, cái nữa. Làm luôn, lâu lâu luôn. Đúng má cái luôn, nhậu luôn. Được rồi, anh. Thôi, được rồi anh ơi. Để sau đi anh. Làm gì rung quá vậy trời. Rồi, bây giờ mình có 2 phút. À, anh thấy em sao? Đẹp. Nhanh hiền. Anh cũng nghe rồi đó, em 29 tuổi. Em tuổi con cọp á. Anh có ngại không? À không, không sao. Nếu mà sau này cưới xong về nhà anh thì em có đồng ý không? Ừ, như hồi nãy ở em có nói rồi đó. Quan trọng là tình cảm của anh đối với em như thế nào thôi. Nếu như mà tình yêu đó nó đủ lớn thì cái chuyện làm dâu đó thì em không có ngại. Ví dụ như con cái mình sau này á, nếu mà nó được lớn lên trong cái gia đình có cái thế hệ có ông bà nữa, nó sẽ tốt hơn. Anh hy vọng là sau này mình sẽ không để lạc mất nhau. Cùng nhau nắm tay đi suốt cả một đoạn đường.
cả. Em làm bằng tay á chị. Cảm ơn anh rất nhiều. Cái này em rất thích cái này. Khó lắm nha, đàn ông mà ngồi tỉ mỉ làm này không phải chuyện dẫn chơi. Sao tặng con khác mà tặng con cò? Là anh chuẩn bị cái này là để đấy tặng để cho tặng em đúng không? Cảm ơn anh rất là nhiều. Em thôi, nếu mà em nào ngồi đây cũng tặng. Có hình trái tim đây con cò đó. Rồi, mỗi người nói một câu nữa chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Mình hãy cùng nhau cho nhau một cơ hội. Đúng. Vậy xong rồi đó anh Linh, cho tụi em bấm nút được rồi. Chuẩn bị bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi chúng ta tiến tới. Mình đồng ý hẹn hò, mình nắm tay nhau được rồi. Dùng má cái đó, dùng má được đó. Em tên Đại Phi, sinh 1984 và quê quán sống tại Sài Gòn. Đại Phi hả? Dạ. Nhiêu tuổi Đại Phi? Em 36, sinh năm 84. Bên kia có Đại Kê đó. Đại Kê phần 1, phần 2. Bên đây có Đại Phi nha. Dạ. Đại Phi hả? Đại Phi nhớ nhấn subscribe và chia sẻ Đại Kê giùm cho chị nha. Dạ. Đại Phi làm công việc gì? Em làm cơ khí tại nhà. Cơ khí tại nhà tức là làm gì cụ thể là để máy móc với lại làm mấy nhà xây dựng. Làm ở quận mấy? Bình Chánh, tại đây. Quận Bình Chánh. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái ơi, em có rung không vậy? Dạ. Rung không? Dạ, mỗi lần em rung mà ai quay em nó lại tuột ơi chị. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Anh Huyền Linh. Chào em. Anh bên kia và tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên là Phan Thị Tuyết Mai, năm nay em 29 tuổi, hiện tại em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em, hiện tại của em là làm việc trong một công ty nước ngọt giải khát. Nước ngọt giải khát. Rồi em có cái điểm mạnh, điểm yếu gì em giới thiệu về mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em biết bay vá. Tính tình của em thì hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, cũng thẳng tính. Điểm mạnh tính, cũng điểm là điểm mạnh. Yếu luôn chị. Vậy hả? Nhiều khi nếu như mà nói chuyện với ai đó, một câu nói nào đó, người nào đó hiểu mình, người ta cảm thấy người ta thích mình lắm. Còn ai mà kiểu như người ta không hiểu ý của mình, người ta thấy mình thẳng quá, người ta mất lòng người ta đó chị. Rồi còn điểm yếu nào nữa không? Dạ, em hơi hậu đậu chị. Hậu đậu. Với lại nóng tính nữa. Vậy hả? Nóng cỡ nào? Dạ nóng, em nóng dữ lắm, nhưng mà em nguội nhanh lắm chị. Có thể một phút em nguội được. Nguội liền. Dạ. Nhưng mà nói lúc nóng lên thì có đập đồ không? Dạ không, em không có. Nóng hơi nóng thôi chứ không gọi là quá bức xúc quá thì không có. Nói chung em kiềm chế được. Biết kiềm chế. Dạ. Đó cũng là điểm mạnh đó. Cô gái. Rồi mời bạn trai. Ưu điểm, khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát, dễ hòa đồng lắm. Còn khuyết điểm của em thì hơn nó nhiều. Nói nhiều hả? Dạ. Anh thấy em nói ít mà. Tại chưa gặp đối tượng, gặp đối tượng nói nhiều lắm. Rồi, chút qua gặp đối tượng kia nói nhiều không nha. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình. 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là mấy tháng? 6 năm, mới lại 4 năm. Thì cũng hoàn cảnh khó khăn thì cũng chia tay. Hoàn cảnh khó khăn đó lẽ anh ta phải vững vàng hơn chứ sao? Thì người phụ nữ đó thấy mình khổ quá thì rồi chia tay. Như vậy là mối tình thứ nhất 6 năm, mối tình thứ hai 4 năm cũng y như vậy luôn. Dạ. Bây giờ hoàn cảnh của em thế nào? Thì có khá lên chưa? Cũng mà được thôi chứ cũng không có khá gì. Được mà. Thôi. Bây giờ em ở với ai? Em ở với bà già. Già. Có hai mẹ con. Mẹ em thì gần 60 rồi. 60. Em là nhiêu quên rồi nhỉ? Em 36, sinh năm 84. 36. Em còn trẻ mà còn rất nhiều cơ hội để xây dựng cái nghề nghiệp của mình, cái tương lai mình. Anh nghĩ rằng bây giờ cái thời khốn khó nó cũng đã qua rồi nha. Cố lên. Đó, còn em lịch trước ngang bên đây là vậy đó. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình chị. Một mối tình là thời học sinh, sinh viên á chị. Với một mối tình là cách đây 3 năm. Cách đây 3 năm? Dạ. Quen được bao nhiêu năm? Dạ mối tình đầu tiên thì em quen được 7-8 năm chị. 7-8 năm tình, luôn? Ừ, mối tình đầu đó. Còn mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì em quen được 2 năm.
Lý do sao mà chia tay? Dạ, hai mối tình này cũng một lý do là khoảng cách địa lý chị. Tại vì hai người đó ở xa, ở quê á chị. Quê là ở đâu mà địa lý xa? Dạ, ở miền Trung. Miền Trung. Miền Trung mà em ở Sài Gòn đúng không? Dạ, thì trước thì anh đó cũng học ở trong đây ra cũng hai người cứ kéo qua kéo lại thì anh ấy là con một với chị phải về quê lo cho ba mẹ nên vấn đề em của nhà em cũng vấn đề cũng giống vậy nên em muốn kiếm một người gần gũi ở đây nè qua lại hai bên gia đình ảnh gái. Dễ thương đó anh thấy cái vấn đề khoảng cách nó dễ sợ quá anh. Đúng rồi. Giờ anh coi bên đàn trai anh với bên tôi có gần em không ở đâu? Dạ em ở Thủ Đức anh. Thủ Đức hả? Chợ Thủ Đức đủ đó hả? Dạ. Thủ Đức bên đây là Bình Chánh cũng có xa, nói chung là ở chung một thành phố này cũng có xa gì mấy vậy là được rồi. Em với bên đây giống như một cái chỗ là hai người đều yêu 10 năm hết, bên đây mỗi 8 năm nói hai, bên đây mỗi 6 mỗi 4 đó là cũng chục năm yêu, có từ gọi kinh nghiệm trong thâm niên á, thâm niên về rồi. Tình yêu thôi giờ mình bỏ qua những cái cũ đi, mình bắt đầu làm lại từ đầu. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình với một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ em thích người đó là chân thật, thật thà cái anh. Với lại đừng có nói quá nhiều. Với hai nữa là phải có trách nhiệm với lời nói mình. Mình nói được mà mình phải làm được. Thà mình không nói. Đúng rồi. Nói thì phải làm. Dạ. Không nói im cũng phải làm. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Dạ sạch sẽ. Trai dở dơ lắm không? Sạch sẽ không? Quá sạch luôn. Sạch sạch. Người ta làm cơ khí mà ta sạch sẽ thế là ok rồi đó. Sạch hơn anh luôn. Rồi gì nữa? Dạ ga lăng phóng khoáng tí à. Ga lăng phóng khoáng hả? Cũng có chùm sò, anh em cũng thích chùm sò. Anh em sợ chùm sò lắm anh ơi. Có chùm sò không? Chắc không rồi. Ga lăng là ok luôn. Ga lăng nha. Mà ga lăng với người của mình thôi nha. Ga lăng với người khác là cũng mệt lắm á. Là hồi đi lăng luôn á. Không anh, ga lăng với em thôi, đừng ga lăng với gái em không chịu đâu. Ừ, có mấy bà nói anh mà ga lăng với người tôi được, ga lăng người khác hồi cho anh đi xa lăng luôn á. Nhưng đúng mà thực ra nếu mà những người mà ga lăng á, những người đàn ông mà ga lăng là từ bản chất rồi. Đúng có rồi. Nghĩa là họ ga lăng với tất cả mọi người thì cái đó mới gọi là ga lăng. Em hiểu không? Còn kia rồi em phải nói là thu gọn lại là anh phải biết chăm sóc người anh yêu là được rồi. Chứ anh Quyền Linh anh ga lăng với tất cả mọi người mà. Nhưng mà anh đâu có yêu ai đâu, chỉ có yêu chị Thảo thôi. Thực sự em cũng thích người giống như anh Quyền Linh vậy đó. Thì đó thì em phải đồng ý cho anh ga lăng. Ví dụ nãy chị lên cầu thang là anh Linh phải nắm tay đưa chị lên. Sợ chị té. Anh chị Vân bước lên cầu thang anh nắm tay. Chỉ có cái là anh hay anh dìu. Chỉ có chị anh Hồng... hơi hay nói xấu chị thôi. Chị Hồng Vân ăn anh không cho ăn sợ mập. Cho cái chị Hồng Vân. Được không? Được. Được. Trời, sáng sủa sạch sẽ. Là em ga lăng theo kiểu anh Quyền Linh hay là em ga lăng với người yêu mình thôi? Thì ga lăng thì giống như kiểu anh Quyền Linh nha. Cái anh Quyền Linh đúng không? Có nghĩa là ga lăng với tất cả mọi người. Người dạ. Già, trẻ, lớn, bé, đàn ông, đàn bà mình đều ga lăng bất đúng không? Ai. Chị dạ. Rất thích những người như vậy. Thực sự đó là những người mà họ từ bản chất của họ, đàn ông là phải như vậy. Đúng rồi. Còn chăm sóc mới là chăm sóc yêu thương một mình người yêu của mình thôi. Dạ. Đúng không? Em ơi, em mong muốn người bạn gái của em phải như thế nào? Thì tròn tròn tới mới xứng với mình. Tròn tròn xíu phải không? Đứng kê bên em không? Được á. Mai mối kiểu gì trời. Ông chủ đâu rồi, ông chủ MCV đâu rồi, chắc tôi ly dị quá. Bị ổng ỉ, ông nhiều bà mối quá. Ông hết bà này bà kia, chị kia còn bị lộn tên tôi hoài kìa. Nói chứ em tròn tròn phải không, có tròn. Cao bao nhiêu? Thì, chiều cao tầm 1m55 trở lên. Mét mấy cơ? Dạ em 1m63 ạ. 1m63 lận, trời ơi ngon lành. Gì nữa nè? Thì biết lo làm ăn với lại biết lo cho gia đình, với lại có hiếu với cha với mẹ với người già được rồi. Bao nhiêu phần trăm? Dạ, có cái đó chắc tồn tại em chắc phải 99%. 99% người ta khẳng định những cái điều em nói là 99% có. Okay. ok. Vậy là chị thấy ok dữ lắm rồi. Bây giờ mình cho gặp bây giờ đi. Người thân đi, gặp rồi. Người thân. Em đi với ai vậy? Em đi với lại ông chú, ông anh, với lại thằng em gửi lại nhỏ cháu. Dạ, mời nhà trai. Chào.
hỗ trợ tinh thần cho em. Nín luôn, không không nói được luôn đó. Em thấy bạn gái bên đây sao? Rồi, cảm ơn nhà trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em trai và bạn thân của em. Rồi, xin mời nhà gái ạ. Xin chào MC Hồng Giang. Dạ. Dạ, MC Quỳnh Linh. Dạ, chào cô. Xin chào quý khách. Cô thấy chàng trai thế nào? Dạ, cũng được, cũng biết là làm ăn, chứ cũng về thực tế. Nhìn có thiện cảm không hả chị? Chị nhìn bạn này chị thấy thiện cảm không? Thiện cảm. Nếu mà đây mà là con rể của chị thì chị ưng không? Dạ ưng. Ưng hả? Đó, nghe mẹ nói không? Dạ. Thì đó, thì vậy đi, mẹ nói, mẹ có cái điều gì muốn nói với con gái không? Thôi để cho à, em trai á hả? Dạ. Rồi. Con chào cô, con chào quý vị. Thì con là em của chị Mai. Em ruột luôn hả? Dạ, em ruột. Hôm nay thì đến để mà hỗ trợ chị. Thì có thể là để trong tương lai. Thì về cái ngoại hình á thì hình như là anh hơi thấp. Nhưng mà cảm thấy anh á là 10 kg thì em cũng hiểu. Thì tính cách của mẹ cũng rất là cảm tính và là cái gì là cái đó thành là cơ khí mà thì về cái mẫu mà chị em trong suy nghĩ của chị em á thì em nghĩ là anh đây có thể đạt tới khoảng 70% thì cũng mở ra thì chị xem và suy nghĩ và có thể cho thêm một cơ hội để mà làm quen với nhau. Rồi, trời ơi, thôi thế thì ta mở rào thôi nào. Được rồi đó. Bây giờ cho hai bạn gặp mặt nha, mở rào. Đầu đi Phi. Anh cũng dạ. Có món quà này tặng cho em. Dạ em có món quà tặng cho anh. Rồi Phi mở cái quà của bạn nữ đi. Mở ra đứng đó mở ra. Phi coi. Mở ra coi là cái gì nè, coi ý nghĩa sao nè. Kẹo. Dạ cái này là do tự em mai luôn á anh. Tự cắt mai luôn, em mai trong 1.5 tiếng đó. Ồ, cái áo hả cưng? Đâu khoe cho mọi người đi Phí. Thấy đẹp em đó. Không biết anh mặc vừa không? Tại em chỉ mai theo cái suy nghĩ của em á. Rồi em thấy là anh thì mốt em sẽ mai nó sẽ vừa với anh đi hơn. Phí mở ra coi, Phí khoe mọi người đi Phí. Dạ. Đúng rồi. Trời ơi, trồng vô thử coi nó có vừa dặn không, đúng sai không? Hay quá vậy. Đó, bỏ cái túi ra ngoài đi, bỏ túi. Đó, đúng rồi. Đâu hai đứa mặc vô thử coi vừa không? Còn vừa đưa tôi. Phi thích cái màu này không? Dạ thích, cũng dạ. Hợp. Màu này dễ thương quá, màu ngọt ngào với sợ em luôn. Em thích màu xanh dương. Chị cũng vậy, chị rất thích màu xanh. Trời ơi,
Rồi, như vậy là bạn y chang trong cái tưởng tượng của bạn gái rồi. Trời ơi, vừa quá nè. Ủa, chết cha. Chết cha. Coi như là ở trong mình mặc cái mới nữa. Tại vì em không có biết được mẫu người, em chỉ mai theo cái phỏng đoán của em thôi. Ờ, thôi coi như ở trong mình mặc áo thun, ngoài mình khoác này vô ha cưng ha. Nhìn đẹp. Ừ. Không khác là đẹp. Mai mốt em sẽ mai anh cái mới. Đúng rồi, dạ. Nhưng cái này là kỷ niệm nha. Dạ. Kỷ niệm. Dạ, kỷ niệm. Ừ. Dạ. Rồi, mình ngồi về ghế, mình nói chuyện với nhau đi nào. Đó em, bộ em quay có học phim, dạ em học bên thiết kế thời trang. À, hèn gì. Thôi khi Phi có cần cởi áo ra không? Nó... Sao? Hả? Có cần cởi ra đi cho nó thoải mái. Để luôn hả? Trời, thoải mái để luôn mà. Quá hay luôn. Kỷ niệm mà, kỷ niệm. Kỷ niệm lúc ban đầu. Anh nghĩ không cần phải đổi áo khác, cứ để áo này đi cho nó kỷ niệm. Dạ, em thấy anh sao? Dạ, em thấy anh đẹp trai, hiền. Thì em chưa tiếp xúc với anh sâu thì em chỉ mới nhận xét ban đầu là vậy. Anh thấy em như thế nào? À, dễ thương, thấy cũng vui vẻ. Em vui lắm anh nói chuyện em là anh cười suốt ngày luôn á. Vậy là em hợp với anh đó. Anh mà nói chuyện là ai cũng cười hết luôn. Thấy em cũng dễ thương. Thì mình tới đây cũng là có duyên. Dạ. Thì được thì mình cho nhau cơ hội. Dạ. Tìm hiểu. Vậy quan điểm tình yêu thế nào em nói cho bạn gái biết đi, mới vô xin cơ hội rồi. Ta xin kệ ta đi, ông thắc mắc làm chi vậy? Phải nói cho ta biết chinh phục người ta chứ. Thì, em nói về quan điểm tình yêu hôn nhân gia đình cho bạn gái nghe thì, đi. Quan điểm của anh thì tình yêu thì phải thật thà, thẳng thắn. Anh em cũng giống anh á, em thích thẳng thắn, có sao nói vậy. Nói chung là hiểu nhau, quan tâm nhau, chăm sóc cho nhau, nghe những ý kiến rồi góp ý kiến với nhau. Đúng rồi. Thì mình có sao cứ nói vậy, cứ nói thẳng, không có buồn gì đừng để trong lòng, cứ dạ. Nói ra để hai bên được chia sẻ buồn vui. Mà em thẳng quá anh đừng có giận nha. Anh là đó tới giờ không biết giận ai. Vậy thôi em mốt em phải chọc cho anh giận mới được. Thì chắc cũng muốn lắm á. Muốn em lúc nào cũng ở bên cạnh anh để chọc anh giận. Em nói với cô đó biết đi, nếu như em có vợ, có con, em sẽ chăm sóc vợ con thế nào. Nói cho cô gái cô hiểu đi. Thì nếu mốt anh có vợ có con thì anh cũng lo lắng cho vợ con, thì giống như vợ mình thì không thiếu thốn hơn người ta, cũng được vui vẻ. Không có muốn vợ mình thiếu thốn đúng không? Phải chứ vợ. Dù mình nghèo mình cũng cho vợ mình cũng bật bằng hoặc hơn người ta. Anh ơi, em có tính hậu đậu anh có ngại không? Cái đó anh thích lắm á. Trời ơi. Linh có thấy Phi giống ai không? Giống sĩ, ca sĩ sĩ Thanh á. Anh Sĩ Thanh rồi đó. Giống như sao? Anh Quyền Linh biết sao không? Em kể anh nghe cái này. Hồi nãy á, em đi quay á, em vô phòng make up á, là gia đình của anh này đi lộn vô cái phòng ở trong em, mới hỏi gia đình của anh Phi đâu. Gia đình này ôm một con gấu bông mà em giờ nay em giờ em lên em ngồi ở đây thì em gặp lên đúng ngay cái người đó luôn. Ôi, vậy là có duyên rồi đó. Vậy là có duyên rồi. Có duyên đó ha. Rồi bây giờ là gì? Mình hẹn hò sao đó, bạn với bạn gái đi. Thì nếu em hẹn hò em chứ bữa nào rảnh. Thì tuần em rảnh mấy ngày? Nói chung thì bình thường em đi làm chiều thì em về thì em rảnh buổi tối anh. Thì chủ nhật nữa anh. Tại vì mình đi làm 8 tiếng mà anh lâu lâu thì cũng tăng ca. Nhưng mà thường mà ba cái ngày thường là mình phải đi làm, rảnh nhất là ngày chủ nhật. Vậy thì có dịp thì chủ nhật cuối tuần mình hẹn nhau uống nước. Dạ. Rồi sắp tới tụi em nếu mà tiến xa nữa thì tụi em là về ở đâu, rồi làm thế nào để phát triển kinh tế gia đình, rồi con cái ra làm sao? Thì mình là nam mình nói trước đi, nói lớn lên. Với bao lâu thì là mình sẽ xin là được đưa nàng về dinh? Bây giờ cũng lớn tuổi rồi chứ bộ, 36 rồi. Bạn bên đây cũng hăm mấy rồi. Thì
như mình quen mình tiến xa nhau thêm á thì em muốn ở bên, ở chơi Sài Gòn hay ở đâu? Ê, giờ em hỏi anh là khi anh lấy về là anh ở chung với ba mẹ hay là ở riêng vậy? À, anh chỉ có mình ba mẹ. Ý là anh tính lập nghiệp ở dưới Bình Chánh hay là ở đây luôn Sài Gòn? Dạ. Nhà ngay đây nè, kế đây cỡ chừng không xa, cỡ 10 phút tới. Dạ, cái đó không có quan trọng anh. Nghĩa là giờ ở có mình với mẹ đó. Dạ. Nếu về phải làm dâu đó. Làm dâu không, bà già thì dễ lắm, hiền khô à, không dạ. Cần ai làm dâu thôi bà. Dạ, nói chung là thường lấy chồng rồi theo chồng rồi. Nói chung là em cũng muốn lấy chồng gần gần. Cái chuyện đó là bổn phận rồi, chứ không phải là mình thích làm hay không làm, cái đó là nghĩa vụ rồi. Bổn phận rồi đúng không? Dạ. Tại vì người ta chỉ có một người mẹ già thôi, thì là mình là bổn phận là mình sẽ làm dâu đúng không? Dạ. Thì bà già ở nhà cũng dễ lắm, bà dễ chịu, cũng hiền khô à. Thì bà không ép giống như làm dâu. Em có một cái yêu cầu gì nếu như em về nhà chồng làm dâu không? Nói với bạn trai đi. Dạ, em thì không có đòi hỏi phải tiêu chuẩn phải cao. Nói chung là biết điều với lại cảm thông chia sẻ với nhau, có tiếng nói chung là được rồi. Chứ em không có đòi hỏi gì quá cao ở một người. Cái gì cũng phải có sự cân bằng tương đối thôi anh. Em trai có mong muốn điều gì ở bạn gái không? Thì cũng thấy cũng được, thì cũng hợp hết. Thôi giao lưu văn nghệ cái đi, thấy căng quá. Rồi bây giờ em tiến tới nắm tay bạn gái ha, hát một bài nào đó gọi là mình gây cảm xúc đi ha, để coi sao. Em không biết hát. Nói gì cũng được, cứ tới nơi rồi bạn gái hát cũng được. Nắm tay, hai đứa nắm tay nhìn nhau. Đó, em hát, bạn gái hát. Nói gì đi. Thì nếu tới đây là cũng có cái duyên rồi, thì nếu được thì em cho anh cơ hội. Dạ. Được che chở cho em. Dạ. Hết cuối con đường. Dạ. Nụ cười em như tia nắng xuân, em đem mang theo hơi ấm. Âu sầu trong em như xóa đi, chỉ với những nụ cười ngây thơ đáng yêu. Này anh có nụ cười xinh như là mặt trời bé con, dừng lại một chút thôi để đắm đuối bầu trời có hai ta thôi. Rồi, tí đi các bạn. Được rồi, bây giờ các bạn đã giao lưu với nhau cùng với ý kiến của hai bên gia đình rồi. Bây giờ mình lắng lòng lại và kiểm tra một lần cuối trước khi chúng ta quyết định đưa ra. Bấm nút nào, quay lại nào. Để tay vào nút bấm. Huy, bên tay trái. Cái nút đây cưng, này. Đây, đưa cái tay đây. Đó, ngồi sâu vô xí. Hãy nhắm mắt kiểm tra lại một lần nữa. Thật sự, nếu đây là một nửa manh ghép của mình cảm nhận như thế thì đừng ngần ngại, tôi bấm luôn. Bấm ngay tức khắc. Một, còn hai. Còn nếu không phải thì mình sẽ nhường cho người khác. Nào. Một. Rồi đó, không khỏi đếm đi. Khỏi đếm. Tôi nhìn tôi nghe cạch cạch là tôi biết rồi. Chúc mừng. Khỏi nắm tay nhau. Bây giờ mình có thể xin phép gia đình hai bên. À, xin phép bác, các anh, các chị cho em được quen em. Em tìm gì? Hiểu. À, em tên Mai. Tên Mai. À, tìm hiểu rồi hứa gì đi. Hứa thì em hứa, con hứa với bác thì con sẽ lo cho Mai hết cuối con đường, cho Mai được hạnh phúc. Lo cho Mai cái mốt luôn. Mai mốt. Đây, cưng nói gì với gia đình có anh ngồi kìa. Dạ, xin chú chào. Dạ, chú cho phép con quen anh để tìm hiểu và tiến tới cái đích. Con xin phép mẹ cho hung cái cho con xin phép bác cho con hung Mai. Đó, bác nói cho hung Mai tới mốt luôn đó. À, em cho anh hung đi. Thấy sao, cảm giác trong lòng thế nào?
thấy tim còn đập lẹ quá. Lẹ quá. Hạnh phúc ha. Hạnh phúc. Bạn gái cũng là một người rất là năng động đó. Thấy hợp lắm. Hợp 100%. Hợp 100% ha. Hợp 100% luôn á. Ừ. Hai đứa ôm chặt cái rồi cảm xúc thế nào? Ôm chặt thế nào? Chặt vô gì đâu. Ôm gì mà ơi mình lơi lả vậy trời. Ôm chặt vô nào. Đó. Hãy giữ trọn cái vòng tay đó, giảm cái vòng eo lại. Cái này về phải giảm cái vòng đúng eo rồi. Lại em phải bắt giảm vòng eo lại nha. Dạ. Chứ để như ai kia cái vòng eo nó cũng không được. Mình đang nói mình nha.